Ok anh em, ở đầu clip nếu như mà anh em đang có nhu cầu cần mua vàng hay là mua ngọc hay là mua đích giá tốt thì anh em nhớ ghé vào shop 7 sao ủng hộ cho mình nha. Thì chị shop 7 sao đang có một cái danh mục đó chính là bán đồ tự động cho anh em. Thì ở đây đồ cũng rất là ok luôn. Và đặc biệt là shop đang có một cái sự kiện là đó chính là mỗi ngày thì shop sẽ tặng 2.000 ngọc miễn phí cho 100 bạn may mắn khi nạp tối thiểu 50k trở lên. Bây giờ thì mình sẽ test anh em nhé. Ok anh em, vừa xong thì mình mới nạp 50k thành công anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ bấm phần rút ngọc xem là có ngọc không nha anh em. Ôi anh em ơi, như vậy là mình đã có hẳn 2.000 ngọc rồi anh em. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu muốn mua vàng, mua ngọc hay là muốn làm thẻ nhận ngọc thì nhớ ghé vào shop 7 sao để ủng hộ cho mình nha. Ok, hello. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Gen TV đây. Đầu clip mình chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Ok, thì trước khi vào xem video của mình thì các bạn nhớ bỏ ra vài giây mở ấn like, ấn đăng ký một chút. Và nhớ mời để lại một comment ở phía dưới clip để tham gia mini game nhận vàng ngọc xanh miễn phí cho mình nhá. Ok mời, hôm nay mình sẽ chỉ anh em cách tải vào mod cuối bắp PS phiên bản mới nhất nha mà không bị lỗi. Thì có rất nhiều bạn email cho mình hỏi mình là sao không tải được bản mod cuối bắp PS, là tải có bị lỗi. Thì mình bảo rồi, trước khi xem clip của mình ý thì anh em đừng tua nhá, anh em đừng tua vì đôi khi nếu có những đoạn quan trọng ý, anh em toàn tua qua không thể tải được. Nên các bạn nhớ xem kỹ với mình nha, đừng tua mới tua không tải đâu. Đó thì bây giờ mình chỉ các bạn cách tải nhá, để cho mấy ông IB sau đó mình hỏi đỡ phải, hoặc là hỏi nữa thì mình cho bạn xem clip luôn cho dễ nhá, chứ mình trả lời thì đúng hơi bị khó là tải nào ơi. Mình sẽ làm clip để chỉ anh em cách tải nhá. Đầu tiên các bạn lên trình duyệt của anh em, các bạn có mình là Google nhá. Đầu tiên thì các bạn lên phần trình duyệt của anh em nhé, có mình là Google mới Google này đó. Trình duyệt đúng là trang web của anh em điện thoại ấy. Đó thì mấy bạn làm có Google đúng không? Đó các bạn lên Google gọi mình này, Google đúng không? Ấn vào Google này. Bạn nào dùng cái bản mod cuối bắp phát này thì bạn nào dùng Android với cả là dùng cả máy tính nhá. Ông nào dùng máy tính thì tải phần mềm giả lập Android về nhá. Thì mình đang dùng phần mềm giả lập Android mới đó nên tải về đúng dễ. Đó ok. Đầu tiên này, các bạn lên Google nhá, Google này. Đây. Sau đó anh em gọi mình là cuibapph.com cuibapph.com như này, enter ra đây. Sau đó các bạn ấn vô phần cuibapph.com nhá, đây mới phiên bản ấn mua này đây, ngờ 2.2 mấy bản update mới ngày hôm qua này, 14 tháng trước nhá. Ngờ 2.2 này auto captcha super mod của PH này, Android iOS này. Đây là phần quảng cáo đấy, đấy quảng cáo em ơi, quảng cáo Free Fire, quảng cáo lửa chùa đấy, anh ấn phần cuối phát này, hoặc là các bạn ngó qua bên là ngờ.vn nhé. Đó là không ra phần mềm trong phần mềm web đấy nhé. Đấy đây đấy, ngờ.2.0 auto captcha super mod của bắp PH Android iOS AT3 này, giữ kết nối 24/24 up kích hoạt 81 skill up điện tử, giữ sáng màn hình full tất cả tính năng tốt nhất. Đó ok chưa, mọi website .com.net.bro.vv đều là giả mạo đấy. Bạn update ngày 21/7 mới đó, hãy thử reboot modem wifi, tắt bật lại 4G nếu không vào được game đó. Đấy kiểu bạn bị lỗi game đúng không thì các bạn tắt wifi nhá, anh tắt wifi thì bật lại, hoặc là bạn dùng 4G thì em tắt 4G bật lại nhá, đó đỡ bị lag nhá. Đấy nếu không vào được game dùng các phiên bản temobi chặn IP đó. Đây giao dịch MC cơ chế mới cập nhật hồng theo Temobi đó, phối đi captcha này đó, anh kéo xuống nha em ơi. Đó sự kiện ấn vào mod đó, anh kéo xuống mình thì mình mới qua cho em mấy cái tính năng là nếu bạn đỡ game không vào đấy thì anh làm qua và đấy anh làm theo là được vào game nhé. Và bản mod nào đây, em kéo xuống mời đó, anh kéo xuống này đây, ấn vào quảng cáo thứ 3, ấn nút quay lại, ấn tải lại trang đó. Ok thì bây giờ em sẽ ấn vào quảng cáo thứ 3 nhá, quảng cáo thứ 3 mình này, ấn quảng cáo 10 mà đó. Đến 10 quảng cáo đi, một quảng cáo đây, hai này, đây ba, ấn vô này. Ok mời, kiểu sau khi các bạn ấn vào quảng cáo nhé, đó sau khi các bạn ấn vào quảng cáo thì được rồi, hiện ra phần này mời, hiện ra phần trước nhá, đang kiểm tra link xem còn sống hay không, ấn ok để tiến hành nó quá trình tự động, đó, ấn ok này, nó ok cho mình, đó, sau đó các bạn loạn trang nhá, đó, loạn trang mình đó, kéo xuống của mình nhá, đó, kiểu sau khi các bạn ấn vào quảng cáo bất kỳ là ra phần này, anh kéo xuống mình đấy, kéo xuống mình á đấy,
lệnh chữ bảy, lệnh chữ lấy link thành công nha. Đó là các bạn là lấy link tải nha, đó KZ đúng không? Đó, sau khi em đó sau khi bạn ấn vào quả bất kỳ nhá, sau đó anh em bấm nút OK này, sau đó các bạn ấn nút quay lại trang, mở quay lại trang nha. Đó, sau đó các bạn ấn vô chữ là loại trang, mở loại trang nha, ấn loại trang là phần link tải em mở nó. Khi nào nó hiện chữ em mời lấy link thành công là các bạn lấy thành, là các bạn lấy thành công link tải nhá. Đó, đây đó, các bạn kéo xuống là phần ra phần link tải mở đó. Đây, đấy là phần link em quên nhắc nhá, là các anh em phải nhớ mời nhớ tắt phần chạy quảng cáo nhá. Thì anh em phải nhớ tắt phần chạy quảng cáo đi thì nó hiện ra link tải nhá. Không nhiều anh em bật chạy quảng cáo lên đi là không là không ra link tải đâu, bởi vì anh em chạy quảng cáo nên không ra phần link tải nhá. Đó, đó, đây, sau anh kéo xuống mời, kéo xuống mời, kéo xuống này. Đấy, các bạn ấn vào phần link tải ở đây. Bạn nào thích chơi đấm link, đấm hổ, đấm con hổ ra con hổ nhá. Đó, màn hình dọc ơi, màn hình dọc xinh, các bạn nào chơi kiểu nhiều tab ấy đó, chơi chơi nhiều nhiều tab trên máy ấy. Đó, đây thì mình chỉ em cái mình tải chỉ em tải bảo mẫu mình hay dùng nhá, bảo mẫu nhiều anh em dùng trên rồi cũng đệ. Đây thì các bạn ấn một chút lấy mời link mod v2.2 auto captcha nhá. Đây anh em ấn vô đó, ấn vô này để phần quảng cáo quay lại, em quay lại, em quay lại phần quảng cáo quay lại nhá. Đây ấn nữa này, đó đây ra đây này, nó ra phần của chữ Mercury là đúng em ơi. Đó, ủi lắc ấy quảng cáo đây đủ đơ thì anh em thể thế vô lại em ơi, đơ anh ép gọi cho mình quay lại em ơi. Đó, quay lại nha, lúc quay lại mình lúc quay lại nha, đủ đơ ấy, em quay lại mình nhá, quay lại đây. Sau đó các bạn thích vô mời, tôi không phải là người máy ăn vô này. Đó, sau đó các bạn ấn chữ click here continue nhá. Đây, đây là phần quảng cáo xem em ơi, quảng cáo xem bộ trang cũ này, đây phần quảng cáo ạ, đây phần trang cũ đấy nhá, phần trang anh em vừa tải này, đây phụ lại trang cũ của mình tiếp. Đây đây, đợi tí với đợi tí nó loát dây nhá. Đây sao bạn ở một chữ mình click kia tua cái link nhá vô mình này. Đây phần quảng cáo xem mà, đây phần quảng cáo xem vô lại ơi. Đó, đợt vội trang cũ này, phần quảng cáo xem xem á. Đây, kéo số mình. Đây, từ thứ này. Tích hợp tôi phải người máy này, tôi phải người máy này. Đó, sao các bạn ở một xưa career download link một bộ đỏ nhá. Đó, career download link nhận vô. Đây. Sau đó các ở một xưa mời click here to download nhá. Đây phần là phần cáo xk và xk hẳn ra nhé. Đến mà vẫn thế xk hẳn ra vô lại em ạ. Lúc xk mà, lúc lại em ạ, lúc lại cho mình này. Lúc có lại nhé. Đó, nó tải với nhá. Đó, anh phải xem kỹ mà, xem kỹ nhé. Vì cái bảo mod này nó khá như quảng cáo, khá như quảng cáo nhá. Nên anh em phải xem kỹ cho mình em ơi, xem kỹ nhé, để tải em ơi. Đó, phần anh em xk ra này, quay lại em ơi, sửa lúc quay lại mọi người nhá, xk ra sửa đều hết em ơi. Chủ yếu là các bạn phải x quảng cáo ra mọi người nhá. Ấn vô này. Đây, ấn một chút Canada ơi, Canada. Anh mở đi là xong rồi nhá. Đó, tải xong rồi. À giấy, tải dữ liệu ơi, là chơi rồi thôi. Chúng em phải xem kỹ nhá, đừng một tour rất là khó tải đấy, thật sự luôn, vì cái nó khá nhìn nhàng. Anh phải xem kỹ, với em phải quay lại mày, quay nút quay lại này mày. Lúc quay lại này với cả nút x ra quảng cáo mày. X cái tab ra ấy, khá nhìn nhàng. Đây, thì anh em điền nick vô em chơi được rồi mày. Điền nick vô chơi rồi nhá. Đấy khá dễ. Cần xem kỹ thôi. Nói chung là một là cái này nó là khá nhẹ nhàng ấy. Đôi khi mình tải nhiều mình cũng bị nôn dối vì nó vì ra khá nhiều quảng cáo ạ, vì ra khá nhiều chắc quảng cáo ấy. Vì mỗi người một kiểu quảng cáo khác nhau mà. Mình kiếm đến Google thôi mà. Kiếm mắc tê. Mình kiếm đến mười châu thôi. Mình vô cho mình test anh xem một tí sướng sướng. Đây bản mẫu này nhá. Đấy, bản mẫu này mới đó. Đây bản mẫu này khá đẹp rồi nhá, xịn sò luôn. Đấy
Ông tủ đựng thì đều có em ấy. Đấy, chắc CD này. Đấy, rất là cái xịn sò cho em dùng về update hay là đánh quái. Ủa, sao kích hoạt nữa, bán đồ thì đều có hết các bạn. Đó. Bán đồ này, khi để đồ tự bán đó. Đó. Đi bán đồ là full hành trang rồi đấy, tự đi bán đồ của em ơi. Đó. Các bạn sẽ cái mác này là mình đây. Chắc bán đồ đi. Để đồ chưa? À, bạn đang đánh quái cơ thì mình bán đồ được. Đấy, rất là xịn sò luôn. Anh em cần đồ là tải về và chơi và úp bán đồ kiểu đây tự bán đồ nhá. Anh em phải gọi là chắc té đấy nhá, để nó bán đồ được. Em đi đánh quái, mà đánh quái cho mình nhá. Đấy, tự bán đồ này rất là xịn, vì khi mình hãy đánh trang tự bán đồ nó để bớt đồ sai đồ khác sẽ bớt lại nhá. Đấy, anh cần đồ là làm theo được rồi, không còn làm gì hết. Đấy, đi bản đồ là đền trang rồi đấy, tự bản đồ em ơi. Đó, chạy bản đồ này khá là xịn, em xem ký tải nhé em ơi. Update bảo update em cũng kích hoạt làm gì cũng được, đứng ngon mà đứng ngon hết. Em xem ký tải rồi nhá, update này update kích hoạt là update đồ sao này, update cả trang gian sát này, update lẽ sư quái này, update không cần bùa đều có hết mọi người. Nói chung mà là full tính năng, mà full tính năng nhá, nó rất là xịn. Em cứ tải về và chơi thôi. Ô, dùng ăn ăn roi nhá. Hôm nào mình sẽ làm clip chỉ anh em cách tải bảo mẫu là cho iPhone, chẳng đi iPhone đây. Nó sẽ bớt đồ sao thôi, bớt đồ sao nhá. Đó, đồ sao hay đồ kích hoạt sẽ bớt lại. Nó sẽ bán bắt đầu rác thôi. Rất là xịn các em ơi. Ok em ơi, thì mình chỉ anh em cách tải bảo mẫu của BBH thôi nhá. Em thấy hay, mình nhớ lại một like, một kiếm chuông. Và nhớ em ơi để lại một comment ở phía dưới clip để tham gia mini game nhận vàng học xanh miễn phí cho mình nhá. Sunnyf.com shop tích giá rẻ uy tín chất lượng 9k nhận ngay 19k kim cương. Mọi người chỉ cần ngay shop sunnyf.com nhé. Ok em ơi, ở cuối video mình sẽ chốt mini game để xem bạn nào là người may mắn trúng hoa từ mình nhá. Ok, vì mình sẽ tìm xem TV. Đây, clip trước này mình ít view quá vậy, mà tương tác kênh quá chứ mà không đủ 1.000 view 2 ngày luôn. Có tầm có 36 like và có 29 comment nhá. Bây giờ mình sẽ pick a winner để xem bạn nào là người may mắn trúng vàng cho mình nhá. Anh em ta xem chủ không chịu like kiếm chuông cả lên là mình mất thương tác em ơi. Pick a winner nhá. 1 2 3. Ok bạn xem vào là i3bzz chúc các anh càng ngày phát triển. Ok bạn vui lòng ib qua Zalo mình nhá để nhận quà free nhá.